Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em Hoài sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu dao mới. Đó là mẫu dao dựng phát cán ngắn với size lưỡi là dài 30 cm. Size lưỡi dài 30 cm này. 30 cm, độ dày là 6 ly và chiều dài cán là 14 cm. Tổng cả con dao là dài 44 cm. Chất liệu đó là nhíp Nga 100%. Và các bác đi rừng chặt cây, chặt cành, phát cành thoải mái cho em. Nhíp chuẩn và rèn thủ công. Nhíp chuẩn rèn thủ công ạ. Hàng này là hàng đặt rèn trả khách. Em đặt rèn được mấy con để trả khách thôi. Bác nào mà ưng ý mua hàng thì các bác đặt rèn nhé. Em sẽ trả hàng trong vòng 4 đến 5 hôm. 4 đến 5 hôm là em sẽ trả hàng ạ. Giá là 250.000, em giảm cho các bác luôn. Còn 230.000 một con, miễn phí ship hàng toàn quốc. 230 một con, miễn phí ship hàng toàn quốc các bác nhé. Bác nào ưng ý mua hàng thì liên hệ em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 ạ. 0352 749 419. Lưỡi 30 cm, dày là 6 ly, chất liệu nhíp ô tô chuẩn. Đấy. Cán là gỗ hương đỏ. 230 250 giảm còn 230 bao ship. Các bác nhớ nhanh tay để đặt hàng nhé. Đây là hàng đặt rèn nên là bác nào mà đặt hàng thì em sẽ làm và trả hàng trong vòng 4 đến 5 hôm ạ. 4 đến 5 hôm các bác nhé. Có khi là tầm 1 tuần, tùy vào tiến độ của thợ làm thì các bác đặt nhiều hoặc là đặt ít ạ. Bác nào nghỉ mua hàng thì cứ alo cho em Hoài theo số điện thoại trên màn hình nhé. Chuẩn nhíp ô tô cho các bác, giá rẻ ạ.